Chào mừng bạn đến với khóa học thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic là một sản phẩm của dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Nutrilite Amway. Mục tiêu của khóa học này là hiểu rõ tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột đối với cơ thể, hiểu rõ tầm quan trọng của hệ vi sinh vật đường ruột, nắm bắt ưu điểm của Nutrilite Probiotic, giải pháp sức khỏe tiêu hóa. Sau đây sẽ là những nội dung chính mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong khóa học. Đầu tiên, là về sức khỏe đường ruột. Tiếp theo là về hệ vi sinh vật đường ruột. Kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu giải pháp chăm sóc sức khỏe đường ruột Nutrilite Probiotic. Và cuối cùng là tổng kết các ý chính của nội dung khóa học. Đường ruột rất quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Và bạn có biết rằng đường ruột thuộc hệ tiêu hóa, một hệ cơ quan cực kỳ quan trọng đối với sự vận hành của cơ thể. Và các cơ quan trong hệ tiêu hóa bao gồm miệng, thực quản, dạ dày, gan, tụy, ruột non, ruột già và hậu môn. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết hơn nhé. Miệng là nơi thức ăn được nhai để phân cắt thức ăn thành những mảnh nhỏ. Thực quản là một ống cơ dẫn từ miệng đến dạ dày, dài khoảng 25 cm. Khi thức ăn đi vào, các cơ trên ở thành thực quản sẽ thay phiên nhau co giãn để tạo ra chuyển động dạng sống, hay còn gọi là nhu động, đẩy thức ăn đi sâu xuống dần phía dưới. Dạ dày là phần rộng nhất của đường tiêu hóa, bắt đầu quá trình tiêu hóa. Đảo thức ăn và trộn dịch vị chứa enzyme tiêu hóa. Gan Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất, giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiều chức năng chuyển hóa và điều hòa nhằm đảm bảo sự bất biến của thành phần máu. Tụy Tiết ra dịch tụy và phóng thích vào tá tràng, phần đầu của ruột non. Ruột non, phần dài nhất và quan trọng nhất của hệ tiêu hóa, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và các chất dinh dưỡng đơn cũng được hấp thu vào dòng máu. Ruột già, đoạn cuối cùng của đường tiêu hóa, ruột già xử lý các chất thải không tiêu hóa được, tạo thành phân. Và cuối cùng là hậu môn, giúp thải phần thức ăn không thể được hấp thụ bởi ruột non ra ngoài. Ruột non và ruột già là hai cơ quan đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình tiêu hóa, chuyển hóa, hấp thu và bài tiết của cơ thể chúng ta. Bạn có biết 70% tế bào miễn dịch nằm trong đường ruột. Ruột non có chiều dài trung bình từ 3,6m đến 6m và ruột già có chiều dài trung bình là 1,9m bằng 1 phần tư so với ruột non. Có ít nhất 1.000 loại vi sinh vật khác nhau trong đường ruột nặng tới 2kg, tương đương với khối lượng não bộ con người. Đường ruột hoạt động khỏe mạnh khi có sự cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột với tỷ lệ 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn. Những con số vừa rồi đã chỉ ra cho chúng ta thấy rằng đường ruột là một trong những cơ quan quan trọng đối với sức khỏe con người. Vậy, cụ thể chúng đóng vai trò như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mời bạn bước vào phần 1 của khóa học Sức khỏe đường ruột. Ruột non là phần dài nhất và quan trọng nhất của hệ tiêu hóa. Sự hấp thu xảy ra chủ yếu ở ruột non vì những lý do sau. Diện tích hấp thu ở ruột non rất lớn, từ 250 đến 300 mét vuông nhờ các cấu trúc đặc biệt của niêm mạc ruột non, các nếp gấp nhung mau, vi nhung mau làm tăng diện tích hấp thu của niêm mạc ruột lên gấp hơn 1.000 lần. Ngoài ra, diềm bàn chải của tế bào biểu mô ruột có nhiều enzyme tiêu hóa và các loại protein mang khác nhau giúp cho sự vận chuyển của các chất vào tế bào. Và chỉ ở ruột non, các chất dinh dưỡng mới được tiêu hóa triệt để thành những sản phẩm cuối cùng có thể hấp thu được. Ruột già là đoạn cuối cùng của đường tiêu hóa, rộng gấp đôi ruột non dù chỉ dài bằng một phần tư ruột non, vai trò chính của ruột già là vận chuyển chất thải bài tiết khỏi cơ thể, tái hấp thu nước và các muối khoáng, natri, clo và là nơi cư trú chủ đạo của các vi sinh vật. Đường ruột là cửa ngõ đầu tiên tiếp nhận các nguồn thức ăn, chất dinh dưỡng trước khi đưa vào các tế bào của cơ thể. Vì vậy, đường ruột rất dễ bị độc tố cũng như các vi sinh vật có hại xâm nhập và gây bất ổn cho cơ thể. Cơ thể khỏe mạnh khi hệ đường ruột khỏe mạnh. Để có sức khỏe đường ruột tốt thì hàng rào bảo vệ đường ruột phải hoạt động hiệu quả. Vậy, hàng rào bảo vệ đường ruột là gì? Hàng rào bảo vệ đường ruột gồm có 3 lớp: lớp chất nhầy được tiết ra từ các tế bào ruột giúp ngăn ngừa sự bám dính của vi khuẩn, tế bào biểu mô ruột đã chắn giữa những gì chúng ta tiêu hóa, vi sinh vật và máu. Đây là màng lọc chọn lọc giúp hấp thu chất dinh dưỡng, nước muối khoáng và ngăn ngừa các mầm bệnh và độc tố ở bên ngoài, lớp lót với các tế bào miễn dịch. Đây là nơi tập trung hơn 70% tế bào của hệ thống miễn dịch. Các tế bào miễn dịch giúp phân biệt giữa mầm bệnh và vi sinh vật có lợi và tạo ra các đáp ứng miễn dịch phù hợp mang lại lợi ích cho cơ thể như tiêu diệt các vi sinh vật có hại cho đường ruột, sản xuất kháng thể bảo vệ cơ thể. Những gì chúng ta ăn đều có khả năng chứa các mầm bệnh và vi sinh vật có hại. Điều này lý giải lý do tại sao 70% tế bào của hệ miễn dịch nằm trong ruột của chúng ta. Không dừng lại ở đó, bạn có biết đường ruột của chúng ta là ngôi nhà của hệ vi sinh vật, bao gồm hàng tỷ vi sinh vật. Vậy, hệ vi sinh vật đường ruột là gì? Chúng có nhiệm vụ như thế nào? Mời bạn đến với phần 2 của khóa học Hệ vi sinh vật đường ruột. Hệ vi sinh vật đường ruột là cộng đồng hơn 100.000 tỷ vi sinh vật nhỏ bé sống cộng sinh trong ruột bao gồm vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng và virus. Trong cơ thể người khỏe mạnh, các vi sinh vật này chung sống hòa bình với nhau. Với số lượng nhiều nhất ở trong ruột non và ruột già, các vi sinh vật xem cơ thể chúng ta là nhà. Đổi lại, chúng giúp con người tiêu hóa thức ăn, hấp thụ vitamin, khoáng chất và tăng cường hệ miễn dịch. Hệ vi sinh vật đường ruột bao gồm các vi sinh vật có lợi, hay còn gọi là lợi khuẩn hoặc probiotic và vi sinh vật có hại hay còn gọi là hại khuẩn (probiotic) nghĩa là cho cuộc sống là các vi sinh vật có lợi thân thiện với cơ thể như lactobacillus, bifidobacterium, lactococcus khi chúng ta ăn chúng với lượng hợp lý sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ở trong ruột các vi sinh vật thân thiện này sẽ giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột và hỗ trợ hệ thống miễn dịch hại khuẩn là các vi sinh vật gây hại cho hệ tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể khi số lượng vượt quá mức cho phép như E. coli, Sapilococcus, Lotrium, Bevingen liên quan đến rối loạn tiêu hóa, viêm lét đại tràng, hội chứng ruột kích thích, rối loạn tinh thần, trầm cảm, tự kỷ, rối loạn chuyển hóa, béo phì. Thức ăn chúng ta ăn vào ảnh hưởng đến việc vi sinh vật nào sống trong cơ thể chúng ta. Các hại khuẩn yêu thích đường và chất béo bảo hòa trong khi đó, các lợi khuẩn yêu thích chất xơ, đặc biệt là chất xơ prebiotic có nhiều trong rau củ quả. Việc tạo ra một trạng thái cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột là điều quan trọng. 85% lợi khuẩn, 15% hại khuẩn là tỷ lệ vàng mà khi đó lợi khuẩn và hại khuẩn chung sống hòa bình với nhau và giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp hệ tiêu hóa thực hiện tốt các chức năng và mang nhiều lợi ích cho cơ thể vai trò của cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột chính là phân giải thức ăn thành năng lượng, cung cấp nguồn năng lượng quan trọng cho các tế bào thành ruột, sản xuất vitamin B và vitamin K cung cấp cho cơ thể, hỗ trợ chức năng và nhu động ruột giúp đẩy các chất thải độc tố ra ngoài, làm mềm và ổn định phân, tạo khuôn phân mềm mượt, hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và hấp thu dinh dưỡng. Hệ vi sinh vật đường ruột giúp tạo ra khoảng 3.000 enzyme tiêu hóa thức ăn, giúp tiêu hóa những chất khó tiêu chưa được xử lý bởi ruột non, chẳng hạn như sữa, giúp giảm các triệu chứng đau bụng, sôi bụng, phân sóng, lỏng, táo, đầy bụng, trướng hơi, ăn không tiêu. đồng thời gia tăng sự hấp thu dinh dưỡng vào trong cơ thể, phòng thủ và bảo vệ cơ thể bằng cách củng cố hàng rào bảo vệ đường ruột, hỗ trợ hệ miễn dịch, tham gia điều hòa miễn dịch và kháng viêm. Với cuộc sống năng động và bận rộn như hiện nay, sẽ có rất nhiều yếu tố gây mất cân bằng rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột, làm suy giảm sức khỏe hệ tiêu hóa như chế độ ăn nghèo dinh dưỡng, căng thẳng thường xuyên, uống rượu bia quá mức, lạm dụng kháng sinh, mất ngủ kéo dài, đi du lịch thường xuyên, lão hóa, bị nhiễm khuẩn. Khi mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, cơ thể của chúng ta sẽ có những biểu hiện đó là nhu động ruột bất ổn, táo bón hoặc tiêu chảy, ở chua, đầy hơi, sôi bụng, dễ cảm lạnh và cúm thường xuyên khó tiêu, rối loạn tiêu hóa kéo dài. Ăn không ngon, đau bụng dai dẳng, trầm cảm, căng thẳng. Vậy làm thế nào để có thể giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột? Chúng ta nên thực hiện lối sống lành mạnh để kiểm soát hại khuẩn, tránh cho hại khuẩn gia tăng quá mức như hạn chế các thức ăn nhiều đường, chất béo bão hòa, kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc, duy trì cân nặng hợp lý, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, rebiotic. Đây là thức ăn cho lợi khuẩn probiotic bổ sung thực phẩm giúp duy trì và tăng cường lợi khuẩn probiotic như thực phẩm lên men, sữa chua, kim chi, miso, dưa cải muối, vân vân và đặc biệt là bổ sung sản phẩm chứa probiotic. Probiotic là các vi sinh vật sống khi được bổ sung với số lượng đầy đủ mang lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể. Vai trò của probiotic chính là giúp cân bằng và duy trì lợi khuẩn, giải phóng axit béo chuỗi ngắn để cung cấp năng lượng cho các tế bào ruột duy trì và củng cố hàng rào ruột, chống lại hại khuẩn và loại bỏ chúng ra khỏi ruột, bám vào thành ruột và phát triển, hỗ trợ chức năng bình thường của ruột và hỗ trợ bài tiết, tăng cường hệ miễn dịch các vi sinh vật thường được phân cấp theo chi, loài, phân loài nếu có, chủng, ví dụ như chủng Bifidobacterium animalis lactis HN019 sẽ được phân cấp như sau. Chi Bifidobacterium loài Animalis, phân loài Lastis, chủng HN019. Trong mỗi chi có nhiều loài và trong mỗi loài có nhiều chủng khác nhau. Các chủng vi sinh vật trong cùng một loài có thể có những tính chất và đặc điểm khác nhau. Hãy mượn ví dụ về các loại rau, bông cải xanh, súp lơ, cải rổ, bắp cải, cải brusen bắp cải Trung Quốc, su hào đều có cùng một chi, một loài, một phân loài, nhưng chủng khác nhau chủng khác nhau đã tạo ra các loại rau với hình thái, mùi vị và lợi ích khác nhau. Tương tự, các chủng probiotic khác nhau mang lại lợi ích chủ đạo khác nhau như giúp giảm dị ứng, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, kiểm soát tiêu chảy, giảm căng thẳng, trầm cảm, kiểm soát cân nặng, vân vân. Vì vậy, chúng ta cần lựa chọn đúng chủng loại khuẩn để được lợi ích cho sức khỏe như mong muốn. Prebiotic là những chất xơ hòa tan không bị phá hủy bởi axit dạ dày hay enzyme tiêu hóa và là nguồn thức ăn cho các lợi khuẩn probiotic sống ở đường ruột, từ đó giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa. Prebiotic là thành phần tự nhiên trong một số loại thực phẩm như chuối, tỏi, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ rễ cây diếp xoăn, măng tây, tỏi tây, vân vân. Inulin là một trong những chất xơ prebiotic được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều minh chứng khoa học. Vai trò của prebiotic chính là tái tạo sự cân bằng của hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò như một cái bẫy đối với vi sinh vật gây hại tăng cường hấp thu khoáng chất giúp nhuận tràng chống táo bón bên cạnh bổ sung thực phẩm lên men thực phẩm giàu chất xơ bổ sung sản phẩm probiotic là cách thức tăng cường lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột nhanh chóng và tiện lợi tuy nhiên trên thị trường hiện nay có rất nhiều thực phẩm bổ sung probiotic vậy đâu là tiêu chí cốt lõi khi lựa chọn sản phẩm bổ sung probiotic cùng tham khảo các tiêu chí sau nhé. Chọn chủng lợi khuẩn phù hợp với mục đích sử dụng được chứng minh lâm sàng. Lợi khuẩn có khả năng sống sót khi qua dạ dày, bám trên thành ruột và phát triển. Sản phẩm có chứa prebiotic, chất xơ để nuôi lợi khuẩn. Hàm lượng lợi khuẩn có chứa ít nhất 1 tỷ CFU và được đảm bảo trong suốt thời hạn sử dụng. CFU là đơn vị để định lượng số lượng vi khuẩn sống trong một mẫu hoặc sản phẩm. Thực phẩm bổ sung tốt là thực phẩm duy trì hàm lượng CFU cho đến hết thời hạn sử dụng. Vậy, sản phẩm nào có thể đáp ứng được tiêu chí ở trên? Hiểu được tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột và hệ vi sinh vật đường ruột, các nhà khoa học Nutrilite đã nỗ lực nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic giúp phục hồi và duy trì hệ vi khuẩn có lợi tự nhiên trong ruột. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic mang đến các công dụng như hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Nutrilite Probiotic thành phần bao gồm hỗn hợp độc quyền năm chủng lợi khuẩn: Lactobacillus, Acidophilus, NCFM, Bifidobacterium animalis lactis HN019, Lactobacillus Acidophilus LA14, Lactobacillus Baracase LBC37, Bifidobacterium animalis lactis BL04 cùng với một gam chất xơ prebiotic inulin chiết xuất từ rễ cây diếp xoăn. Sản phẩm khuyến cáo bảo quản nơi khô mát dưới 25 độ C. Trong điều kiện bảo quản được đề xuất, lượng lợi khuẩn còn lại vào ngày hết hạn sản phẩm là 6,3 tỷ CFU. Hỗn hợp độc quyền 5 chủng probiotic bao gồm hai chủng probiotic đặc biệt được nghiên cứu kỹ lưỡng và chứng minh lâm sàng tốt cho sức khỏe miễn dịch và đường ruột. Bifidobacterium animalis lactis HN019 và Lactobacillus acidophilus NCFM. Ba chủng còn lại giúp củng cố các lợi ích miễn dịch và tiêu hóa cho hai chủng đặc biệt trên. Điểm nổi bật của năm chủng probiotic này chính là chịu được axit và các enzyme của dạ dày và tủy chịu được muối mật trong đường ruột sống sót khi đến ruột bám dính vào đường ruột cư trú và phát triển ở ruột đó năm chủng probiotic giúp giảm số lượng vi khuẩn gây bệnh bằng cách tiết ra các chất kháng khuẩn và cạnh tranh bám dính vào thành ruột cũng như sử dụng các chất dinh dưỡng từ đó tạo lợi ích cho người dùng Nutri probiotic chứa 1 gam inulin chất xơ hòa tan prebiotic chiết xuất từ rễ cây giúp xoăn châu Âu Inulin trong sản phẩm Nutrilite Probiotic kết hợp với chất xơ có trong chế độ ăn hàng ngày giúp cung cấp thức ăn và nuôi sống lợi khuẩn đường ruột. Inulin là một trong những chất xơ prebiotic được nghiên cứu kỹ lưỡng và có nhiều minh chứng khoa học. Nutrilite Probiotic có vị ngọt nhẹ. Đây là vị ngọt tự nhiên đến từ inulin để có kết quả tốt nhất. Bạn hãy sử dụng 1 đến 2 gói Nutrilite Probiotic mỗi ngày. Sản phẩm có thể ăn trực tiếp hoặc dùng với sản phẩm lạnh như ngũ cốc hoặc sữa chua. Có thể trộn lẫn với đồ uống lạnh không có ga, nước, nước trái cây. Tránh dùng với thức ăn hoặc đồ uống nóng. Đối tượng sử dụng là người có nhu cầu bổ sung lợi khuẩn và người bị rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột, rối loạn tiêu hóa, tiêu hóa kém. Có thể dùng cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên. Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không chứa chất tạo màu nhân tạo nguyên liệu chất bảo quản, không chứa gluten, không chứa thành phần từ đậu nành, sữa, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Để xa tầm tay trẻ em. Người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Trẻ em nên sử dụng dưới sự giám sát của người lớn. Chúng ta hãy cùng điểm lại những ý chính trong khóa học này nhé. 70% tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột. Bạn có biết bạn cần cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột để duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Lối sống của bạn có ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột. Sử dụng thực phẩm chế biến, lạm dụng rượu bia, căng thẳng thường xuyên có thể dẫn đến làm mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Cung cấp đúng và đủ số lượng chủng lợi khuẩn. Hỗn hợp độc quyền 5 chủng lợi khuẩn cung cấp 6,3 tỷ CFU, trong đó có hai chủng đặc biệt được nghiên cứu lâm sàng. miễn dịch và tiêu hóa Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa Và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể Sống sót và sẵn sàng hoạt động Các chủng probiotics sống sót khi di chuyển đến ruột Mà không cần bao viêm hoặc phủ bởi bao vi nang Cơ chế bám vào thành ruột Các chủng probiotics có đặc tính tự nhiên bám vào thành ruột Giúp hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột Probiotics với một gam chất sơ prebiotics inulin trong một gói sử dụng thuận tiện mỗi ngày rắc trực tiếp sản phẩm có vị ngọt nhẹ lên lưỡi hoặc cho vào thức ăn hay thức uống lạnh không cần bảo quản trong tủ lạnh